Alo, thì Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày mùng 4 tháng 9 năm 2016. Nú thì Nhân đang bàn giao chiếc sập gụ cổ liền bốn mặt với nhau cho bác Tước ở thành phố Hải Phòng. Bác mua về quê ở ngã tư Lai Cách, thành phố Hải Dương. Nhà đã nập nên hoàn thiện con này, chiếc sập gụ bốn mặt với nhau cổ liền. Và đã được hoàn thiện là bánh chi trần, còn nguyên vân gỗ. Vân gỗ nên quá đẹp ơi. Bác thấy đẹp không bác? Đẹp quá. Đây, đây bác ơi, bác Tước ơi. Để cho nó mộc mạc, nó chân quê. Và bàn thờ cho bác trông rất uy nghiêm. Bác mua về nhà thờ đúng không ạ? Vâng, đây là cái sập cổ liền bốn mặt với nhau. Đây là thôn gì bác nhỉ? Đây là thôn Doi. Thôn Doi. Xã Lai Cách. Xã Lai Cách. Huyện Cẩm Giàng. Huyện Cẩm Giàng. Tỉnh Hải Dương. Phố Hải Dương. Bác ở Hải Phòng và bác mua về quê để thờ cái cụ. Tối đưa Facebook luôn. Vâng. Đồ gỗ Thành Luân chở từ cơ sở 2 từ Hải Phòng về thành phố Hải Dương cho bác. Chở từ lúc sáng, từ lúc 7 giờ và bây giờ đưa đến để giờ mới đến để nắp được cho bác. Nắp lên hoàn thiện rất là đẹp. Dập thời tứ diện như để giữa nhà cũng được, như để cho nó gọn thì cho nuôi ở trong. Vân gỗ rất đẹp ơi. Vân gỗ quá đẹp. Phây đồ gỗ Thành Luân. Đồ gỗ Thành Luân. Vâng, cả tứ diện như bốn mặt như nhau. Vâng. Cổ điện hết. Đây từ dưới lên đến đây là một miếng cổ điện. Thế giới cũng biết. Không phải làm cái này thì cũng không phải cái này. Vâng. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 và ngày chủ nhật vẫn là ngày nghỉ. Mai là bắt đầu công nhân viên chức là bắt đầu đi làm, nhưng đồ gỗ Thành Luân vẫn làm liên tục, không có ngày nghỉ. Đấy, đây bác Tước người rất mong nguyện. Vâng. Quay để cho nó cụ lội đấy, ông bà lội đấy, nhà thờ à, đây nhà thờ đấy, đây đây là nhà thờ cụ đây à. Vâng vâng vâng. Ở đây đâu. À vâng. Đây là đất của bà nội. Vâng. Rất đẹp đúng không? Nắp lên rất đẹp. Sập thờ một kích thước có 1m6 x 2m. Quý vị luôn, quý vị có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp cho chúng tôi tại cơ sở 1 Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội, và cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Hoặc liên hệ trực tiếp cho điện thoại 0972 770 888 hoặc là 0967 110389. Không đẹp ngay cần gì ạ. Cái đồ vẽ ni này thì kể xây xước cũng được. Nó không như là phun sơn. Xây xước thoải mái để quay thì rất là đẹp. Để trong nhà rất đẹp. Đúng rồi, nên xin kính chào quý vị.